chào các bạn đã đến với kênh của Hải. Thì hôm trước Hải đã vừa với giới thiệu với các bạn cái xe Ford Everest độ phiên bản Raptor. Thì hôm nay Hải sẽ đem đến cho các bạn một cái dòng xe khác, đó là Ford Ranger Limited. Sau đây các bạn cùng đi vào chi tiết với Hải nhé. Về phần đầu xe thì xe được trang bị hệ thống đèn full LED kèm theo giải LED chạy dọc qua ngày. Và điều đặc biệt ở đây là cái mặt ga lăng thay đổi hơi khác chút xíu so với cái bản Limited cũ, đó là nó sẽ có hai thanh mạ rơm chạy dọc cái mặt ga lăng, làm cho xe trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn. Đối với phiên bản này thì sẽ không có các cảm biến trước, như ở Limited thì vẫn được trang bị cái bộ lớp Bridgestone kèm theo là bộ vành mâm là 18 inch, nhìn nó rất là mạnh mẽ và cứng cáp. Về phần gương chiếu hậu thì được mạ rơm và được tích hợp đèn xi nhan báo rẽ trên đây, vẫn được chỉnh điện và gập điện. Về tay nắm cửa thì được mạ rơm trông rất là sang trọng và lịch lãm. Phía phần đuôi xe thì xe được trang bị một cái camera lùi, kèm theo đó là 4 cảm biến sau, nó giúp cho bạn hỗ trợ đổ xe nó thuận tiện hơn. Nhưng đặc biệt đối với phiên bản này, chiếc xe này thì bên Hải đã trang bị một cái nắp thùng cao. Bước vào khoang nội thất của xe thì đối với phiên bản Limited này thì được trang bị ghế da rất là mềm mại và êm ái, nhưng ghế vẫn là chỉnh cơ thay vì chỉnh điện. Còn các vô lăng được bọc da rất là êm ái và được trợ lực điện. Ngoài ra ở đây còn có các phím hỗ trợ. Ngoài ra ở đây còn có các hệ thống hỗ trợ như là giới hạn tốc độ, cruise control, kèm theo các nút nhấn hiển thị thông tin trên đây. Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống đèn tự động, thì có thể cái đèn này có thể liếc lên liếc xuống tự động. Xe thì dẫn động xe này được là hai cầu, thì có cái chế độ gài cầu cũng như là chế độ phá pin sai, chế độ hỗ trợ. Vừa rồi Hải đã giới thiệu sơ lược về cái chiếc xe Ford Ranger Limited cho các bạn xem. Thì để biết được cái chương trình khuyến mãi cũng như là giá xe tại thời điểm hiện tại, các bạn hãy liên hệ Hải theo số điện thoại bên dưới để Hải hỗ trợ tư vấn cho các bạn chi tiết hơn. Đặc biệt là các bạn chỉ cần trả trước 200 triệu là các bạn sẽ sở hữu được nó.